Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế 10 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, hôm qua Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc. Văn phòng Chính phủ Singapore thông báo trong chuyến thăm từ ngày 27 tháng 3 đến 1 tháng 4, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đến các địa điểm gồm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bát Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh. Tại Hải Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu tại hội nghị thường niên diễn đàn châu Á Bát Ngao. Tại Hải Nam và Quảng Đông, Thủ tướng Singapore sẽ có cuộc gặp lãnh đạo các tỉnh này. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có các cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cùng một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, sau nhiều tháng trì hoãn vì lý do ngoại giao, hôm qua Quốc hội Hungary đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu về việc kết nạp Thụy Điển vào NATO vẫn chưa có trong chương trình nghị sự của Quốc hội Hungary. Quốc hội Hungary đã chấp thuận kết nạp Phần Lan vào NATO với 182 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Với kết quả này, hiện 29 trên 30 quốc gia thành viên NATO đã phê chuẩn văn kiện kết nạp Phần Lan. Quốc gia cuối cùng trong Liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ phê chuẩn đối với Phần Lan trong tháng 4 tới, còn Thụy Điển sẽ phải tiếp tục chờ đợi sự phê chuẩn của Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, để chính thức trở thành thành viên của NATO, các văn kiện kết nạp hai nước này cần được nghị viện của toàn bộ 30 quốc gia thành viên phê chuẩn. Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập các quan chức cấp cao của nước này dự cuộc họp khẩn, một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng đình công và biểu tình khác nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu mà ông Macron đang nỗ lực thúc đẩy. Theo văn phòng Tổng thống Pháp, thay vì tiếp đón vua Charles của Anh như dự kiến, Tổng thống Macron đã có cuộc họp với Thủ tướng Elizabeth Borne, các bộ trưởng trong nội các và các nhà lập pháp cấp cao tại Điện Elise, thảo luận giải pháp nhằm vượt qua tình trạng khủng hoảng do biểu tình và đình công hiện nay. Nếu các nghiệp đoàn đồng ý đàm phán, Thủ tướng Borne sẽ đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tác động của kế hoạch cải cách lương hưu. Tuy nhiên, những phản ứng ban đầu từ phía các nghiệp đoàn cho thấy họ vẫn duy trì lập trường cứng rắn, kêu gọi biểu tình vào ngày 28 tháng 3. Đây là cuộc tổng đình công và biểu tình thứ 10 kể từ khi nổi lên làn sóng phản đối dự luật cải cách gây tranh cãi vào giữa tháng 1 năm nay. Nhà máy Gulfregin lớn nhất của tập đoàn dầu khí Total Energy đã phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của cuộc đình công. Hôm qua, hầu hết các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy và đường không tại Đức đã ngừng hoạt động sau khi cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ trên toàn nước này bắt đầu lúc nửa đêm. Ước tính có 380.000 hành khách đi máy bay bị ảnh hưởng. Chỉ riêng ở thành phố Frankfurt, gần 1.200 chuyến bay chở 160.000 hành khách đã bị hủy. Ở thành phố Cologne, việc thiếu các chuyến tàu đã khiến dịch vụ taxi bị quá tải. Hai nghiệp đoàn lớn của Đức đại diện cho hơn 2,7 triệu người lao động đã kêu gọi cuộc tập đình công nhằm yêu cầu giới chủ tăng lương. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu lao đao do lạm phát tăng chóng mặt trong suốt một năm qua, chính phủ Đức đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giảm thiểu ảnh hưởng cho người dân. Là một trong những nhà ga chính và nhộn nhịp nhất ở Berlin, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng hôm nay, nhà ga Ostbahnhof vắng lặng khác thường. Hàng trăm chuyến tàu đường dài đến và đi từ nhà ga này mỗi ngày đã bị hủy bỏ do đình công lớn nhất trong vòng 30 năm qua trong ngành giao thông vận tải Đức. Còn tại Berlin thì hành trình ngắn của tàu S-Bahn đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn. Chỉ một số phương tiện công cộng khác như tàu điện ngầm, xe điện và xe buýt thì vẫn hoạt động bình thường. Do trước đó, công ty vận tải Berlin BVG đã có thỏa thuận không được phép tham gia đình công. Tuy nhiên, thì tình trạng hỗn loạn vẫn xảy ra do lượng hành khách trên S-Bahn buộc phải chuyển phương tiện di chuyển. Phương Hòa, phóng viên Thông xã Việt Nam từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, ít nhất 3 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 27 tháng 3 tại trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee của Mỹ. Cả 3 trẻ được xác nhận là đã tử vong khi tới bệnh viện. Theo sở cảnh sát Nashville, hung thủ đã bị cảnh sát bắn hạ. Trong khi đó, sở cứu hỏa cho biết họ đã phản ứng với một kẻ gây hấn quá khích và có nhiều nạn nhân trong vụ xả súng này. Theo thống kê của CNN, đây là vụ nổ súng thứ 19 tại một trường học phổ thông hay trường đại học ở Mỹ trong năm nay. Có thể nói, bạo lực súng đạn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, kéo dài và khó giải quyết nhất ở Mỹ. Ở bình quân mỗi ngày, nước Mỹ ghi nhận 110 người thiệt mạng vì súng đạn, trong đó các vụ xả súng hàng loạt. Được định nghĩa là những vụ có ít nhất 4 người chết và bị thương trở lên, không tính đối tượng xả súng, đã diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây.
Chỉ trong 64 ngày đầu năm nay, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 100 vụ xả súng hàng loạt, xô đổ mọi kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, giới lập pháp Mỹ vẫn chia rẽ về các giải pháp ngăn chặn, với một bên là Đảng Dân Chủ kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn, và một bên là Đảng Cộng Hòa muốn tập trung vào đảm bảo sức khỏe tâm thần và tăng cường an ninh tại các địa điểm công cộng. Cho dù Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật kiểm soát súng đạn mang tên Đạo luật Cộng đồng An toàn hơn vào tháng 6 năm ngoái, được coi là thắng lợi quan trọng về mặt lập pháp của chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhưng số vụ xả súng vẫn không hề giảm. Số người chết và bị thương vì súng đạn vẫn tăng đều đặn, cho thấy nước Mỹ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đoàn Hùng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Mỹ. Bộ Nội vụ Afghanistan hôm qua thông báo ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này. Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo lực lượng an ninh đã phát hiện kẻ tấn công, song đối tượng đã kích hoạt thiết bị nổ. Hai nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn gần khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, do đây là nơi đặt trụ sở một số cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài. Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường cũng như con đường dẫn đến trụ sở Bộ Ngoại giao. Một bệnh viện ở thủ đô Kabul cho biết cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 12 người bị thương. Tháng 1 vừa qua, một vụ nổ đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan. Chính quyền Taliban cho biết đang tập trung nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước này và đã tiến hành một số cuộc truy quét các phần tử thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong những tuần gần đây. Hôm qua, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thú y Thế giới đã kêu gọi hành động vì một thế giới khỏe mạnh và an toàn hơn qua cách tiếp cận One Health, bao gồm nỗ lực hợp tác của nhiều ngành, các cấp nhằm đảm bảo sức khỏe cho con người, động vật và môi trường. Trong lời kêu gọi hành động, các tổ chức quốc tế đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác và cam kết biến cách tiếp cận này thành hành động ở tất cả các quốc gia. One Health được coi là cách tiếp cận chính để giải quyết những vấn đề cấp bách và phức tạp mà xã hội đang phải đối mặt, như đại dịch, an toàn thực phẩm, kháng thuốc kháng sinh, suy thoái hệ sinh thái và biến đổi khí hậu. Cách tiếp cận này cần đóng vai trò là nguyên tắc định hướng trong các cơ chế toàn cầu để tăng cường phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Các tổ chức quốc tế cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì hoạt động phòng chống đại dịch, phòng ngừa các mối đe dọa sức khỏe từ các hoạt động và địa điểm có nguy cơ làm lây lan bệnh từ động vật sang người. Để có một thế giới khỏe mạnh hơn, các tổ chức này khẳng định cần hành động khẩn cấp để thúc đẩy các cam kết chính trị quan trọng, đầu tư nhiều hơn và hợp tác đa ngành ở mọi cấp độ. Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành cơn sốt trong giới công nghệ, đặc biệt sau khi công ty OpenAI của Mỹ tung ra các công cụ ChatGPT và GPT-4. Công nghệ tiên tiến này chứng tỏ tiềm năng thay đổi cuộc sống của nhiều người lao động, song cũng được cho là con dao hai lưỡi, đặc biệt là đối với trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đưa ra báo cáo cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan trí tuệ nhân tạo, trong đó có quyền riêng tư, vấn đề an toàn, các tác động đối với tâm lý và hành vi. Trẻ em cũng có thể bất cẩn hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Theo đó, trẻ dễ trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập dữ liệu trái phép. Báo cáo cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và thiên vị. Chẳng hạn, các trường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sàng lọc các đơn dự tuyển của học sinh, sinh viên có thể vô tình nhưng theo một cách có hệ thống loại trừ một số nhóm ứng viên. Để ngăn chặn cũng như giảm thiểu các nguy cơ, giới chuyên gia cho rằng giáo dục chính là giải pháp quan trọng. Trẻ em cần hiểu cách thức hoạt động của những công nghệ này để có thể nắm được những lợi ích, rủi ro tiềm ẩn và cách sử dụng hiệu quả những công cụ này. Thưa quý vị, cây xanh và hạ tầng đô thị là hai yếu tố song hành. Thay vì đoạt mạng sống của cây để chiều lòng dân, chính quyền Seoul đã đầu tư các trang thiết bị tối tân để thu hoạch quả thối nhằm bớt gây phiền toái cho người dân. Và nỗ lực này của chính quyền đã giúp người dân hiểu và thích ứng với loài cây tưởng đâu không phù hợp nhưng lại mang lại giá trị cao về mặt thu hút khách du lịch đến với xứ sở kim chi. Những ngọn núi phủ một màu sắc vàng đỏ của mùa thu. Hàng năm cứ vào tháng 10, du khách lại đổ về chật kín các công viên tại Hàn Quốc, nơi trải dài những hàng cây ngân hạnh. Hàn Quốc còn xây dựng một chương trình du lịch riêng cho mùa thu khi những tán lá xanh của ngân hạnh chuyển sang màu vàng đỏ. Đây là một chương trình thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới thúc đẩy du lịch nhiều địa phương tại Hàn Quốc. Núi Hồng Trơn với rừng cây ngân hạnh là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, thu hút khách với sắc vàng lãng mạn của mùa thu. Những tán lá vàng trên cành rơi đầy dưới đất đã tạo thành một không gian cổ tích lãng mạn, là bối cảnh tuyệt vời cho các du khách lưu lại hình chụp kỷ niệm. Chúng tôi khuyến khích mọi người cùng tới thưởng ngoạn cảnh đẹp khi ngân hạnh chuyển lá vàng. Con trai tôi còn ước nó sẽ được ngắm lá vàng ngay khi có bạn gái tại đây.
Tôi tới đây tham quan cùng với bạn trai. Cảnh lá vàng đang chuyển cả không gian thành một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Những hàng cây ngân hạnh lá vàng tại Hàn Quốc còn nổi tiếng trên toàn thế giới sau bộ phim Bản tình ca mùa đông đã làm nên tên tuổi của điện ảnh xứ sở kim chi. Sắc vàng của lá ngân hạnh không chỉ đẹp mắt mà còn là biểu tượng của tình yêu. Thế nhưng có một vấn đề gây tranh cãi xung quanh biểu tượng của tình yêu này, mùi của trái cây ngân hạnh khi bị dẫm phải rất hôi. Năm 2020, chính quyền Seoul mỗi ngày nhận tới 30.000 đơn khiếu nại của người dân yêu cầu chặt bỏ những cây mang tính biểu tượng này. Trước đây tôi còn chăm chỉ nhặt các quả cây ngân hạnh, bởi lẽ khi đạp vào quả cây chúng rất lép nhép và bẩn. Chỉ mong chặt bớt đi thôi, vì mùi của chúng rất thối. Mỗi lần đi qua, tôi lại phải chú ý không dẫm vào quả ngân hạnh, nhất là khi đi với các con, chỉ sợ chúng đạp vào thì mùi rất thối. Trong khi chính quyền Seoul kiên quyết giữ lại hơn 106.000 cây ngân hạnh, tương đương với 35% số lượng cây trên toàn thành phố, thì phía người dân Seoul lại mong muốn được đốn bỏ những trái cây gây mùi hôi và gây trơn trượt này. Để giải quyết vấn đề, thay vì chặt hơn 100.000 cây, chính quyền đã đầu tư kinh phí tuyên truyền cho người dân hiểu vì sao hôi nhưng vẫn nên trồng. Chính quyền còn đầu tư các trang thiết bị tối tân, dùng thu hoạch trái để bớt gây khó chịu cho người bất cần đạp phải trái cây. Removing these nuts has become a seasonal task. Chúng tôi nhận được nhiều lời than phiền về cây ngân hạnh và chúng tôi đã tổ chức nhiều đoàn thu hoạch trái cây trước khi chúng kịp chín và rụng xuống gốc. Các đoàn thu hoạch được tập trung chủ yếu ở nơi đông người, ví dụ như trước các bến tàu, nhà ga. Thậm chí các nhà khoa học đã can thiệp để ngăn cho cây không ra quả. Rõ ràng, cây xanh là một lớp áo tuyệt vời của các đô thị. Điều thật sự cần là tính toán kỹ để chính quyền không tốn kém trồng rồi phải thay và người dân được hưởng những lợi ích hơn cả mong đợi. Không chỉ nổi tiếng với xì gà, Cuba còn được biết đến với rượu rum, loại rượu được làm từ mía và du nhập từ châu Âu vào thế kỷ 16. Rượu rum nhẹ Cuba trải qua nhiều thế kỷ đã trở thành một phần của bản sắc Cuba. Đây không chỉ đơn giản là một sản phẩm mà còn phản ánh nghệ thuật truyền tải kiến thức giữa các thế hệ. 20 năm qua, nhà sản xuất rượu rum Sisa Martin vẫn tìm thấy niềm vui thích mỗi sáng khi bước vào nhà máy chưng cất rượu rum của mình ở Santo Domingo, Cuba. Bậc thầy về rượu rum Cuba không ai khác chính là người gìn giữ những giá trị di sản lịch sử mà bạn có thể nhìn thấy ở đây. Chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn, duy trì và phát triển, đồng thời truyền bá những di sản cho thế hệ mai sau. Quá trình sản xuất rượu rum Cuba rất khác biệt. Rượu rum được làm hoàn toàn từ mật mía lên men, sau đó chưng cất hàng loạt và ủ ít nhất 2 năm và có thể hàng chục năm, cho ra đời loại rượu nhẹ với hương vị đặc trưng. Đó là một quá trình lên men đặc biệt và phức tạp. Kết quả của sự pha trộn nguyên liệu tự nhiên kết hợp với việc ủ trong thùng gỗ sồi tinh tế cùng môi trường xung quanh. Và đó là lý do rượu rum Cuba nổi tiếng khắp thế giới. Kiến thức của những bậc thầy về rượu rum nhẹ Cuba được truyền tải bằng lời nói, cử chỉ và cảm giác từ thế hệ này sang thế hệ khác và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bản tin thời sự quốc tế 10 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin thời sự tổng hợp 11 giờ của chúng tôi.